Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Đăng Review. Hôm nay thì ở tại siêu thị điện máy Ecomax vừa mới giảm giá những dòng sản phẩm TV phân khúc Soli là 85 inch. Thì đây là phân khúc TV to nhất ở tại siêu thị bên em rồi nhé. Trong phân khúc của Soli, chúng ta sẽ có những dòng to hơn của 98 inch của Samsung hoặc là TCL. Tuy nhiên thì hiện tại Soli là 85 inch ở đây đang là to nhất. Chúng ta sẽ có 3 model giảm giá trong cái ngày hôm nay, đó là cái dòng TV 85X80L, 85X85N và 85X95L. Đây là 3 dòng sản phẩm TV mà các bác săn đón rất là nhiều. Bởi vì dòng 85 inch giá tiền của nó thì không phải là rẻ mọi người ạ, đúng không ạ? Chúng ta phải đợi cho những cái chương trình khuyến mại hoặc là những cái đợt giảm giá chúng ta sẽ mua. Thì ở đây bên em đang kê một sản phẩm TV phân khúc 85 inch, đó là 85X80L. 85X80L mọi người nhá. Thì đây là cái phân khúc size inch mà gọi là to nhất rồi. Các anh nhìn thấy chỉ có 43 inch lên đến 85 inch thôi. Chứ nó không có sản xuất cái dòng to hơn. Đây là một trong những dòng sản phẩm mà các bác mua để khu kê trong những khu vực cái phòng khách của nó rất là rộng. Cái khoảng cách nhìn thì theo như nhà sản xuất họ cho biết thì rơi vào tầm trên 4 mét trở ra. Thì các bác mới được kê con 85 inch mọi người nhé. Chứ còn gần quá là các bác không kê được. Bởi vì khi mà xem gần ấy, nó rất là đau mắt và cái mắt chúng ta có căng ra. Nhìn nó sẽ không được hết. Ở đây thì khi mà em đứng xa ra một chút nhé. Với cái khoảng cách nhìn của con này thì đây em sẽ đứng ra khoảng nó tầm 3 mét đi. 3 mét đây. Nếu mà tầm đứng ra 3 mét như thế này thì nhìn thì nó vẫn cảm thấy nó rất là to rồi. Chúng ta phải lùi ra một chút nữa đúng không ạ? Thế đây em sẽ quay gần, đứng gần hơn để mà chúng ta nhìn thấy trực tiếp cái sản phẩm của chúng ta quay nó có được đầy đủ. Thiết kế của con này thì là thiết kế chân ở hai bên rồi nhá. Đây các bạn nhìn thấy chân ở hai bên này. Đấy, thiết kế chân hai bên. Và chân này thì nó rất rộng, với cái kích thước chiều ngang của TV nó rơi vào là 1m89 và 1m9. Ngang lên đến 1m9 thì các bác phải có một cái không gian nó, cái kệ của chúng ta ít nhất phải 2m. Cái kệ của chúng ta phải 2m. Vì 1m9 thì kệ của chúng ta với cái chân nó thu vào mỗi một bên nó rơi vào tầm độ 15 phân. Thì với cái, như vậy thì chúng ta sẽ để được nó chắc chắn hơn, tránh trường hợp nó hơi xít quá đúng không ạ? Với dòng sản phẩm này thì ngang 1m89 phù hợp với các bác nào mà kinh doanh hoặc các bác kinh doanh cũng được. Kê trong các khu vực quán xá hoặc là karaoke hát các thứ là chúng ta cũng sẽ kê được đúng không ạ? Phòng khách thì tầm độ 20m2 trở ra và chúng ta khoảng cách nhìn tầm 4m trở ra chúng ta sẽ xem được. Với dòng sản phẩm này thì thiết kế là khung tràn 3 viền. Khung tràn cho các bác đường 3 viền, em sẽ đi gần hơn cho chi tiết sản phẩm nhé. Sau khi đi xa rồi chúng ta sẽ tiến lại gần hơn chi tiết sản phẩm để tìm hiểu xem sản phẩm này. Với sản phẩm này thì chúng ta vừa mới giá thành của hiện tại Ecomax vừa mới hạ giá từ khoảng độ gần 40 triệu đồng. Tức là rơi vào gần 40 triệu đồng xuống còn có 36 triệu 520 nghìn thôi. Tổng cộng 36 triệu 5 là các bác sở hữu con TV này giảm cho chúng ta trong vòng từ dịp Tết 2024 xuống bây giờ xuống giảm tầm độ 3 đến 4 triệu đồng so với ngày bình thường. Và với những dòng sản phẩm 49 siêu bác sản phẩm 85 inch này, nó là dòng sản phẩm Smart TV 4K có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt mọi người nhá, điều khiển không nói bằng tiếng Việt. Thiết kế tràn 3 viền, tần số quét thực của nó sẽ là 60Hz. Hệ thống âm thanh thì với dòng sản phẩm tầm trung như thế này, trên nó có hai dòng sản phẩm cao cấp, đó là dòng X90L và X85N nữa. Tuy nhiên thì với sản phẩm tầm trung như này vẫn hỗ trợ các bác cái hệ thống âm thanh Dolby Atmos đầy đủ. Các dòng sản phẩm TV khác trên thị trường, ví dụ các dòng sản phẩm TV như là các dòng Samsung, LG, các dòng TCL thì phải những dòng cao cấp thì các bác mới hỗ trợ Dolby Atmos được. Nhưng đối với dòng tầm thấp như của bên Soli, họ cũng có hỗ trợ Dolby Atmos đầy đủ cho mọi người. Âm thanh tốt, hình ảnh chúng ta có hệ thống hình ảnh giống như cái dòng màn hình TV QLED, đó là Chillumilus Pro và 4K XRED Pro. Đây là hai hệ thống hình ảnh tốt nhất của bên Soli dành cho các dòng sản phẩm TV LED 4K. Dòng sản phẩm này thì đi kèm với chúng ta sẽ có tổng công suất loa là 20W rồi nhá. 20W. Các bác nào muốn to hơn thì bố trí thêm những hệ thống loa sao 3 ở phía dưới để tăng cường tiếng ra bên ngoài. Tuy nhiên thì con này có hỗ trợ Dolby Atmos rồi. Những hệ thống tiếng có âm thanh Dolby Atmos nó cũng sẽ hỗ trợ đầy đủ cho mọi người. Chip của chúng ta sẽ có hỗ trợ HDR với 4X1 4K HDR rồi. Sản phẩm này thì với cái dòng sản phẩm năm 2023 ra mắt 2023 và hiện tại đang là thời điểm vào tháng 2 năm 2024
Thì sau một gần một năm ra mắt thì sản phẩm này nó xuống giá rất là nhiều. Thời điểm nó mới ra mắt thì em nhớ nó rơi vào đâu đấy tầm độ 43, 44 triệu, gần 45 triệu đồng. Tuy nhiên thì sau một năm ra mắt họ hạ giá xuống cho các bác còn có 36 triệu 520 nghìn thôi. Giảm giá khoảng độ tầm gần 10 triệu đồng so với thời điểm nó mới ra mắt. Thì đấy là một cái mức giá mà theo em thì thời điểm bây giờ cũng là một thời điểm hợp lý để mọi người mua sắm những dòng sản phẩm X90, X85. Các dòng sản phẩm X85 nó cũng giảm giá mà nhé. X85 thì về còn 52 triệu 900, và X95 thì đang bán 76 triệu 920. Thì đấy hai dòng sản phẩm TV mà 85 inch trên con X80 này. Con X80 thì với tần số quét là 60Hz, còn nếu mà X85 thì chúng ta có tần số quét hỗ trợ lên đến 120 và có thêm màn Full HD trên các dòng X85. Còn X90 thì chúng ta biết rồi, nó là có hỗ trợ thêm cả chip XR nữa. Với càng đời cao hơn thì các bác sẽ hỗ trợ được nhiều cái tính năng nổi trội hơn. Tuy nhiên thì với mới một phân khúc thì sẽ cho ra các bác một cái giá thành nó khác nhau. Đối với các bác nào muốn sở hữu những dòng sản phẩm TV 85 inch mà tầm dưới 40 thì đây sẽ là một thời điểm thích hợp để mọi người lựa chọn nhé. 85X80L là 36 triệu 520 nghìn, và X85. Ở đây thì em không có kê được con X85. Mọi người có thể xem con 75 inch và phân khúc X85N với X95 ở phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn được nó rõ ràng hơn, bởi vì là cái không gian ở bố trí ở bên EcoMax bên em thì nó cũng không được đầy đủ các model, bởi vì mỗi một model em sẽ kê tượng trưng thôi, không thể là kê được hết toàn bộ rồi nhé. Thì ở đây nếu mà các bác muốn mua cái dòng mà cao hơn thì có X85 với X95. X85 thì bên em đang kê con 75 inch, thì mọi người có thể nhìn cái kiểu dáng thiết kế của nó cũng khá là tương đồng so với X80 bên kia. Nó hơn cái màn Full HD và cái tần số quét 120 thôi. Còn đâu đó thì nó cũng khá là tương đồng đúng không ạ? Và với 52 triệu 900 là cho các dòng TV 75X80, 85X80 5L. Còn X95 thì ở hiện tại bên EcoMax bên em đang có kê con 65 inch X90 5 ở phía bên này, thì mọi người có thể hình dung ra con 85 inch. Nó chỉ khác nhau về cái số inch thôi mọi nhá, còn đâu đó về phần thiết kế cũng như là các thứ khác là giống nhau. Em sẽ bật cho bác xem cái điện lên. Đây các bác nhá, ở đây thì em đang kê con 65 X95L, thì mọi người có thể hình dung ra con 85 X95L, nó chỉ khác nhau về size inch thôi, còn đâu đó về thiết kế cũng các thứ khác nó sẽ là giống nhau mọi nhá. Ở đây thì mọi người nhìn thấy là với cái size số inch là của cái dòng 95N thì nó có 3 phân khúc thôi. Thì em sẽ giới thiệu cho mọi người phân khúc to nhất là 85 inch này. Nó chỉ có 75, 65 và 85 thôi. Với 85 inch thì đang có 76 triệu 920 nghìn. Tức là bây giờ vào 76 triệu 9 là các bác sở hữu được con TV là phân khúc màn hình TV mini LED. Chúng ta sẽ có chia ra làm 3 phân khúc TV một nhé. Với phân khúc TV thì chúng ta sẽ có chia ra làm 3 phân khúc. Đó là phân khúc TV LED 4K. Con X80L, màn hình Full HD là con X85L, và màn hình mini LED là con X95L. Đấy là cả ba cái phân khúc TV đều được xuống giá trong cái ngày hôm nay. Mà các bác muốn mua có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy EcoMax của bên em, nằm tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh Hà Nội, và website ecomax.vn. Mọi người mua hàng có thể qua trực tiếp showroom bên em tại siêu thị, hoặc gọi điện trực tiếp đến số hotline là 0974178586 để đặt hàng. Bên em hỗ trợ vận chuyển lắp đặt miễn phí cho mọi người trong vòng bán kính là 20 km đầu tiên. Vận chuyển quá 20 cây bên em sẽ tính phí 10.000 đồng một cây. Các bác khu vực tỉnh xa hơn gọi điện đến thì bên em sẽ check cước về khu vực đó, hết bao nhiêu tiền cước thì mọi người vui lòng đặt cọc trước giúp em. Số còn lại thì mọi người về đến nơi kiểm tra rồi rồi thanh toán nốt mọi người nhé. Ấy là những chính sách bảo hành đặc biệt cũng như là chính sách giao hàng, vận chuyển, bảo hành thì chính hãng tại nhà trong vòng 2 năm. Và mọi người mua hàng sẽ được tùy từng sản phẩm nhé. Chúng ta có X95N thì các bác sẽ được bảo hành điện tử lên đến là 3 năm. Các dòng X85 và X80 mọi người bảo hành điện tử là 2 năm. Đấy là tùy vào một từng model sản phẩm một, và bảo hành tại nhà trên toàn quốc chứ không phải mang đi đâu cả, đúng không ạ? Ok ạ. Đấy, các bạn nào yêu mến thì nên lại có thể dành tặng cho em Long những nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ em trong video mới nhất mọi người nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.